Mời quý vị tiếp tục theo dõi cà phê ngày mới hôm nay với các thông tin khác, mở đầu là thông tin về giáo dục. Thưa quý vị và các bạn, trưa ngày 9 tháng 7, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên, lớp 10 chương trình song ngữ tiếng Pháp và lớp 10 chương trình thí điểm song bằng tú tài năm học 2022-2023. Được biết, thành phố Hà Nội hiện có 4 trường chuyên, gồm trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam, trường Trung học Phổ thông Chu Văn An, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ và trường Trung học phổ thông chuyên Sơn Tây. Theo danh sách điểm chuẩn công bố, điểm chuẩn vào 10 chuyên năm nay đã tăng nhẹ so với năm ngoái. Theo số liệu từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, chỉ tiêu tuyển sinh vào 4 trường chuyên và trường có lớp chuyên tại Hà Nội năm học 2022-2023 là 2.380 học sinh vào lớp 10 với 64 lớp. Trong đó, trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam tuyển 560 chỉ tiêu hệ chuyên, trường Trung học Phổ thông Chu Văn An tuyển 350 chỉ tiêu, trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Huệ tuyển 525 chỉ tiêu, trường Trung học Phổ thông Sơn Tây tuyển 315 chỉ tiêu.